uncomfortable. And no one seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh chia sẻ về cuộc sống ở Trung Quốc của mình. Thì bây giờ là mình đang ở dưới quê ăn lễ 1 tháng 5. Ở bên Trung Quốc thì họ ăn lễ 1 tháng 5 kiểu cũng hơi lớn mọi người. Thì mình ở dưới quê 6 ngày. Thời tiết hôm nay thì có vẻ hơi là lạnh á. Giờ thì dẫn cà phê đi mua một ít đồ chơi. Tại vì ở nhà của bà nội thì không có cái đồ chơi gì hết. Ở đây hơi gió cho nên là không biết nói mà mọi người có nghe rõ hay không nữa. They still see light, even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes from more than tonight. Cái chợ này lần trước mình có quay rồi mọi người. Chợ này là chợ Sĩ cho nên là nó đóng cửa rất là sớm, 4 giờ chiều là đóng cửa rồi. Ở đây thì mỗi tuần nó sẽ bán mỗi cái loại mặt hàng khác nhau. Lần trước bọn mình tới thì nó vẫn còn dịch đó, nên là rất ít người, nhưng mà bây giờ thì người rất là đông luôn mọi người. Ở đây cái gì cũng có hết trơn rồi, nhưng mà giá là giá Sĩ, tức là mình cũng phải mua nhiều hoặc là như thế nào đó mới được giá tốt. Ok, má mày đi tìm cho con Tom and Jerry nha. Nói chung ở đây mặt hàng nào cũng có hết trơn á mọi người. It's not optional. How gravity just pulls me right to you. To you. Even the dark they still see light. Even the birds still sing at night. 去后半天，我们真正就要拆走了。广东浙江推的当铺，皮皮鞋全部30元钱一双，30元钱全部卖完。也只有几个小时，我们就要走人了。所有真皮皮鞋30元亏完，真的是一双不留。我们见钱就卖，全部一律30元一下就没有。现在你不买，等一下真的就没有了。这样好的皮，先走。 Giờ là xong buổi sáng của nhà mình rồi đó mọi người. Bây giờ về nhà ăn cơm trưa với ông bà, cho cà phê ngủ tới chiều. Rồi tối kiếm tiết mục gì đó chơi là hết nguyên một ngày rồi. Ở phía dưới khu chung cư ngày nào cũng có người mở nhạc rồi nhảy nhót cũng vui lắm mọi người. Mà đây cũng là một cái truyền thống của người Trung Quốc á, đi đâu mình cũng thấy hết trơn á. Đây là 3 quyển là 10 tệ, 10 tệ tầm 35.000 đó mọi người, 3 quyển. Chọn một cái quyển này giống như là ngày xưa mình coi phim kiếm hiệp mà luyện võ công vậy mọi người. Nguyên một cái con đường này là họ bán sách cũ luôn, rất là nhiều. Ở cái này luyện võ công đúng không? Công phu. Wow. Đúng là có sách. Có sách luyện võ công. Ở tôi chỉ tới sợ đến mấy giờ không có. Đúng thật là có sách luyện võ công luôn mà. Mỗi lần mà về quê là mình rất là thích đu theo chồng mình để đi ăn đêm. Bởi vì ở dưới quê có nhiều món ăn đêm cực kỳ ngon luôn mọi người. Như là đậu hũ thúi này hoặc là những cái món nướng, nó làm ngon dữ lắm. Mà thường là mình sẽ không có quay trọn vẹn được những cái món ăn này. Bởi vì ăn một chút xíu là cà phê đòi ra ngoài chơi mất tiêu rồi.
Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh chia sẻ về cuộc sống ở Trung Quốc của mình. Thì hôm nay á, bọn mình cũng hẹn bạn của chồng đi ăn. Tại vì về quê thì cũng không có việc gì làm hết mọi người ơi. Ở đây thì nó cũng không có cái phong cảnh gì mà để đi du lịch hết. Cho nên là ngoài việc hẹn bạn bè hay là người thân đi ăn cơm ra thì cũng không có cái kế hoạch gì khác. Mình thấy ở Việt Nam với lại Trung Quốc nó có một điểm khá là giống nhau, tức là rất là hiếu khách. Ví dụ chồng mình mà ở xa về quê là bạn bè rất là thích là gọi điện thoại này, rồi mời ăn cơm, đãi ăn cơm. Mà mọi người thấy cứ 3-4 người bạn như vậy mà thay phiên nhau đãi là cũng hết mấy ngày rồi đó. Cho nên là mỗi lần về quê là mình chỉ có tăng cân và tăng cân thôi. Và lúc nào cũng thấy ăn uống hết trơn rồi mọi người. Sorry mọi người là lo ngồi nói chuyện với lại cho cà phê ăn cơm á, cho nên là mình đã quên mất quay lại những món ăn để giới thiệu với mọi người món ăn ở dưới quê rồi. Nhưng mà cái quán này thì mình ngày xưa mình có quay một lần, mình sẽ để cái link ở đây, nếu mà ai mà quan tâm tới món ăn ở Trung Quốc thì có thể xem lại ha. Chiều nay thì bọn mình có hẹn đi ăn uống với một nhóm bạn khác á. Ở cái khu này giống như là cái khu gọi là gì ta? Con đường ăn uống á, thấy cũng hay hay, cũng nhiều đồ ăn lắm mọi người. À, nghe nói là khu này là khu trường học cho nên là đồ ăn của nó rất nhiều và phong phú. Nghe bạn mình giới thiệu á, thì cái chỗ này đồ nướng của nó làm rất là sạch sẽ. Và đặc biệt là cái tôm tích họ làm rất là ngon. Một loại tôm tích thôi nhưng mà họ làm thành nhiều loại gia vị khác nhau á mọi người. Bình thường thì mình không có thích ăn tôm tích đâu, nhưng mà ở đây làm đúng thật là rất là ngon luôn. Là một ngày nữa trôi qua rồi mọi người. Hôm nay thì gió hơi to, mà tại vì vợ chồng mình lần này về không có mang theo xe, cho nên là cũng không có đi được nhiều điểm. Tập trung chủ yếu là chỉ ở nhà quanh quẩn với ông bà, chơi ở dưới nhà hoặc là đi gặp một số bạn bè thôi. Và mình hình như mình mới phát hiện ra là ở khu nhà mình nó không có xe buýt luôn. Bình thường thì ở thành phố này nó đã không có tàu điện ngầm thì đã nói rồi, mà xe buýt khu vực gần đây cũng không có luôn mọi người. Cho nên là nếu muốn di chuyển là phải di chuyển bằng Grab hoặc là taxi. À, mấy mang ngồi đây hả? Ok. Ôi ôi. Chứ sao sao mà? Cái gì á? Hả? Sẽ kể nhỉ? Cà phê hơi bị nhát nên mà bây giờ có chị chơi rồi thì vui hơn.
站起来，哎，对的，要站起来，要蹲下。哦，小心，小心。对对对，小心，小心。哪敢你去认真？姐姐不能插队啊！姐姐要偷偷插队。哎呀！哎呀！哎呀！姐姐又插队了。妈妈，哎。啊，姐姐画咖啡吗？咖啡，咖啡。啊，妈妈玩。啊，咖啡，咖啡。那么。咖啡。不是的。你问姐姐在画什么呀？姐姐画。姐姐说你去画米老鼠。妈妈。哎。妈妈。哎。叔叔。太喜欢你，太喜欢你了，太好，太吃点。吃点。啊啊啊！哎，好了，啊，不可以，打的，打的，打屁股，打屁股，姐姐吃了没有？好吃，好吃，给妈妈吃了。蓝莓姐姐在哪里？蓝莓姐姐，贩卖。蓝莓姐姐。I thought for a while, but I could.